Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tình nóng ngày 4 tháng 8 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Công an Việt Nam sẽ thêm nơi sinh và hộ chiếu mẫu mới. Ba nhà hoạt động Lê Văn Dũng, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm có lịch sử phúc thẩm. Án tù tuyên đối với cựu phóng viên Nguyễn Hoài Nam giảm 18 tháng. Hai công an Cao Lãnh dùng nhục hình làm chết phạm nhân bị kháng nghị tăng mức án. Bộ Công an Việt Nam sẽ nghiên cứu để bổ sung một nơi sinh vào mẫu hộ chiếu mới. Đó là phát biểu hôm 3 tháng 8 của Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam về vấn đề mẫu hộ chiếu mới Serie P của Việt Nam không có mục khai nơi sinh. Do thiếu mục nơi sinh nên ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ra thông báo ngừng cấp thị thực đối với công dân Việt Nam sử dụng cuốn hộ chiếu mới. Quyết định tương tự sau đó tiếp tục được hai quốc gia châu Âu khác là Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc đưa ra hồi đầu tháng 8. Trả lời phỏng vấn của Đài Châu Tự Do, ông Hoàng Quốc Hùng, người điều hành diễn đàn Tôi và Sứ quán dành cho người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, cho biết. Thì trước khi Đức họ phản đối chính thức trên trang đại sứ quán thì đã có thành viên họ phản hồi ở trên diễn đàn Tôi và Sứ quán rồi. Tức là những cái người định cư ở tại Đức họ đến đổi hộ chiếu theo mẫu mới của phía đằng đại sứ quán Việt Nam. Đến khi đến trình báo có hộ chiếu mới với cả sở di trú của Đức thì sở di trú Đức họ vẫn cứ tiếp nhận cái cuốn hộ chiếu đấy. Thế nhưng mà họ bảo với cả cái người mà cầm cuốn hộ chiếu đấy là cuốn hộ chiếu này không có lý sinh. Ông này cũng cho biết Đức và Cộng hòa Séc là hai quốc gia có số người Việt sinh sống đông đảo nhất ở châu Âu, nên việc hai nước này từ chối cấp thị thực cho công dân Việt Nam sở hữu phiên bản hộ chiếu mới sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt là những người cần phải gia hạn visa. Trao đổi với phóng viên Đài Châu Tự Do qua tin nhắn, bà Hoàng Anh, một người kinh doanh du lịch tại tỉnh Bắc Giang, cho biết công ty của bà giờ đây phải tránh nhận những khách dùng cuốn hộ chiếu mới. Chúng tôi xin trích đọc nguyên văn. Hiện giờ thì việc các nước châu Âu không cấp visa cho những người dùng hộ chiếu mới vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh, vì số lượng hộ chiếu mới được nộp vào đại sứ quán để xin visa vẫn nhỏ. Và để tránh rủi ro thì chúng tôi đã quyết định không nhận thêm khách có hộ chiếu mới. Còn những người dùng hộ chiếu cũ thì vẫn bình thường, hết trích. Còn ông Trần Đình Thành, một người làm trong mảng du lịch và du học cho biết, nhiều công ty hiện đã phải bỏ ba nước Đức, Séc và Tây Ban Nha ra khỏi lịch trình các chuyến du lịch ở châu Âu. Và cũng có hiện tượng người sở hữu hộ chiếu mới hủy chương trình du lịch dù đã mua để chờ xem liệu tình hình có thay đổi hay không trong thời gian sắp tới. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm ba nhà hoạt động nổi tiếng ở Hà Đông, Hà Nội trong hai phiên tòa riêng biệt vào ngày 16 tháng 8 và 17 tháng 8. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết thông tin trên trong một bài viết trên Facebook cá nhân của ông. Theo đó, phiên tòa phúc thẩm đối với nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng Vova, sẽ được tiến hành vào ngày 16 tháng 8. Còn trong ngày kế tiếp là phiên phúc thẩm đối với hai nhà hoạt động về quyền đất đai, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, bà Đỗ Thị Thu, vợ của ông Trịnh Bá Phương nói. Em vô cùng bất mãn trước cái phiên tòa sơ thẩm này ạ, bởi vì gia đình em, chồng em cũng như gia đình em chỉ lên tiếng trước những sự thật về đất đai và trước những sự thật về nhân dân Đồng Tâm. Vậy mà họ đã kết án chồng em 15 tù và mẹ em và em chị bà Tư 8 năm tù ạ. Em thấy bản án này rất là phi lý ạ. Em không có hy vọng gì về phiên tòa phúc thẩm sắp tới ạ. Và em cũng không trông đợi gì về phiên tòa này sẽ giảm án cho chồng em ạ. Em chỉ mong rằng chế độ cộng sản độc tài này sẽ sớm sụp đổ để cho nhân dân Việt Nam đỡ khổ hơn ạ và có được tự do hơn ạ. Và lúc đấy thì chồng em và cũng như các tù nhân lương tâm khác sẽ được trả tự do ạ. Ông Trịnh Bá Phương bị biệt giam kể từ ngày bị bắt, không được gặp gia đình và người thân, mà chỉ được gặp luật sư vài lần trong trại giam để chuẩn bị cho việc bào chữa. Án 3 năm 6 tháng tù đối với cựu phóng viên Nguyễn Hoài Nam vào ngày 4 tháng 8 được tòa phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 18 tháng xuống còn 2 năm. Truyền thông nhà nước loan tin dẫn kết quả phiên xử diễn ra trong cùng ngày như vừa nêu. Ông Nguyễn Hoài Nam,
người từng cộng tác cho các tờ báo nhà nước gồm Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Niên, VTV vào ngày 5 tháng 4 vừa qua bị tòa sơ thẩm Thành phố Hồ Chí Minh tuyên 3 năm 6 tháng tù với cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Hai cựu công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục bị Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức án do dùng nhục hình khiến một phạm nhân tử vong. Tin từ Truyền thông Nhà nước Việt Nam ngày 4 tháng 8 cho biết, Viện Kiểm sát cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành khuyến nghị đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao ở Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với hai ông Huỳnh Ngọc Tòng, cựu đội phó cảnh sát điều tra trinh sát, và ông Phạm Xuân Bình, cựu cán bộ đội điều tra thuộc Công an thành phố Cao Lãnh về tội dùng nhục hình. Vụ việc xảy ra gần một thập niên từ năm 2012 và qua ba lần xử sơ thẩm nhưng hai công an vẫn kêu oan. Vụ án được đưa ra xử sơ thẩm lần thứ nhất vào tháng 5 năm 2016 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và ông Tòng bị tuyên 1 năm 6 tháng tù, ông Bình 11 tháng 11 ngày tù bằng thời gian tạm giam. Cả hai đều có kháng cáo kêu oan. Đến tháng 4 năm 2017, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án do cấp sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, toàn diện chi tiết, nhiều cán bộ công an tham gia dùng nhục hình có dấu hiệu bỏ sót tội phạm. Năm 2018, xét xử sơ thẩm lần 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên y án sơ thẩm như lần 1, cả hai tiếp tục kháng cáo kêu oan. Năm 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm lần 2, tiếp tục tuyên hủy án sơ thẩm vì cho rằng cấp sơ thẩm có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm lần 3, tuyên phạt bị cáo Tòng 2 năm tù, Bình 1 năm 6 tháng tù về tội dùng nhục hình. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị bản án này. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ Đã Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.